Thưa quý vị và các bạn, tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh liên tiếp xảy ra, đôi khi chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ, những hành vi, lời nói bộc phát. Vâng, ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ vấn nạn này đó chính là điều mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng chung tay. Trong đó, việc xây dựng tình bạn đẹp ở tuổi học trò để mỗi học sinh đều biết trân trọng tình bạn, biết cách hòa giải mâu thuẫn là một cách hữu ích. Một tiết học giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở Hàm Nghi, thành phố Buôn Ma Thuột. Các em được nghe kể những câu chuyện về tình bạn tuổi học trò, học cách xây dựng tình bạn đẹp trong sáng, lành mạnh, cùng giúp nhau tiến bộ. Đó là những kiến thức bổ ích mà các em được tiếp cận. Dạ, theo em là một tình xây dựng một tình bạn tốt, trung hòa, không xích mích. Cũng có một số lúc bất hòa, thường là sẽ dùng lời nói để khuyên bảo nhau. Cô là đầu tiên sẽ nói chuyện với bạn để làm hòa. Mà nếu mà hai bạn không có ý kiến chung thì sẽ nhờ người lớn để giải quyết vấn đề. Học sinh được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, học cách ứng xử, tôn trọng nhân phẩm và thân thể của bản thân cũng như người khác, sống chân thành, thật thà và suy nghĩ tích cực. Đó là cách để tránh xa bạo lực. Khi có những xích mích, xung đột hay suy nghĩ, hành động tiêu cực, cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân và thầy cô để nhận được lời khuyên và giúp đỡ cần thiết và kịp thời. Đầu tiên em sẽ xếp phạm vi nơi xảy ra cái vụ đánh nhau đó. Nếu mà gần trường thì công việc đầu tiên em lựa chọn sẽ là chạy vô báo với ban giám hiệu, thầy cô giáo tại nhà trường. Nhưng nó nằm ở một khoảng phạm vi xa hơn với nhà trường thì em sẽ nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh, tại vì họ là người lớn, họ có những suy nghĩ chín chắn và hành động lý tưởng hơn đối với bọn em. Họ sẽ giúp bọn em báo cáo lên chính quyền địa phương để giải quyết tình trạng đó và cũng như bảo vệ an toàn cho chính bản thân em nữa. Trong các buổi học thì giáo viên luôn lồng ghép nội dung giáo dục ở trong tiết học cũng như phối kết hợp với các đơn vị kỹ năng sống, giáo dục các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cũng như các hoạt động sinh hoạt dưới cờ. Và bên cạnh việc giáo viên là người truyền thụ kiến thức cho học sinh thì các thầy cô giáo luôn đóng vai trò như một người bạn để giúp cho các em có thể chia sẻ các khó khăn vướng mắc mà không thể giải quyết được. Giáo dục nhân cách và hành vi cho các em không chỉ ngày một, ngày hai và không chỉ riêng nhà trường hay gia đình mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giúp mỗi học sinh nâng cao ý thức, nhận thức đúng đắn về những việc xảy ra xung quanh mình, hiểu được mối nguy hại của bạo lực học đường để phòng ngừa và xử lý phù hợp khi xảy ra bạo lực học đường.